chiều về Đông A làm tí bên ngoài. Chiều đây Lê, chiều tí về Đông A làm tí ngoài ông Lê. Ông Lễ phải chấp mẹ chị. Anh thủ đô về mình. Ôi cháu nó từ Lào Cai Phú Lu. Lu nước về. Bảo Thắng đấy, Tăng Loảng đấy, quê vợ đấy. Đánh chết cả Bảo Thắng luôn. Chết giả, đánh chết cả quê vợ. Tăng Loảng. Xin mời cái đông lăng nhang. Ba Việt làm trận ngang. Ủa, có tí đấy, có tí đấy, chuẩn luôn, chuẩn luôn. Nghe đấy là sột đấy. Rộp phát đấy. Rồi được ai dám biết cả đấy. Rồi, để bù vào sau. Đấy. Ai dám biết ngay. Trong tay không cho ăn, để chụp tin với làm một toàn người ông ông nước, 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 nước cái báo nha. Không có nước sao? Xoa là nguy hiểm như nó. Long bàn xoa. Long massage, long massage, long đầu phanh. Về học lại để đánh. Chơi như Ronaldo. Có truyền nhân Ronaldo đấy. Vinh gai, lòng gai, gai. Em tập ở đâu? Em tập trên núi đấy. Những người tập trên núi về đấy. Anh hai vẫn luôn phải chấp thứ hai chứ không? Chứ thì giả chết mất bạn. Anh là trường hợp duy nhất em phụ kiện là giả này. Mẹ luôn, mẹ lết lên 11 thì thấy cục cười. Bây giờ chúng ta đánh hay thì chúng ta lên hạng. Thật, đang một thua đây. Thua cái gì? Anh như mày cứ làm ván ngang, làm việc. Không, không phải, chỉ là thứ hai, thứ nhất là hai đều. Không có nhiều, 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 không có phải phải hay như thế nào yếu phải phải thế này đấy phải phải đấy nó chỉ có phải phải mặt trái chỉ để ra bóng xác định là cho nó giật thôi nhỉ nó đéo giật ông bà rất giống kiểu Hùng tay trái nhỉ. Bây giờ ra ngoài quán trà đá đi cố ông nhận giống này nó kiểu đây là ông nội Dũng Bà nhưng mà thèm tổ sư của quản không giống như thằng Hùng kiểu Hùng tay trái đấy. Trung Long ơi kiểu Hùng tay trái mẹ Hà béo còn mất 500.000 ngậm ngùi. Hà béo gặp Hùng tay trái nhà ba bát nhanh ở trường 500k. Thắng chưa em? Thắng chưa? Hô to vậy? 18-10 thế à? Tưởng thắng rồi. Ôi giời, anh để mẹ cứ tưởng các em thắng rồi. Hóa ra vẫn 80. Nói rồi. Trong cái gì người ta có những xảo đấy, có kỹ năng đấy. Không phải đơn giản đâu. Đang tính như xin cửa nhì. Anh Lễ rất chủ quan, tăng quả nhiều quá khỏe. Đây quả là trong mặt thì nếu anh tập thủ đô anh về quay lại bàn tí. Anh không nói nhiều. Đi Bà Việt luôn, đánh luôn đây này. Đánh luôn đây được. Đánh luôn đây. Thôi đi anh em tụ hội luôn. Nếu không biết bạn xác định thua đi. Bạn không có đóng trái không nói nhiều. Không biết bạn xác định thua đi. Hải Minh mẹ lốp như thế. Không nói nhiều. Sau trận này. Đến họ báo trước trận đấu. Trận này có quay video cờ nhíp. Nốt trận này là ăn rồi. Con đánh phải đấy nhá, trái đó. Đó là cái kỹ xảo này. Anh nhìn thấy không? Có cái trên mạng có cái hình của bà Long Giao Phai. Bà đó là ở Huế, đúng không? Không, trên chị chuột nó chơi này thì đúng có trình chuyển. Được, được, được. Ông này bình thường ông thi đấu thì ông mặc áo này thôi chứ bình thường mẹ toàn mặc áo kiểu nùng đánh bóng bàn. Áo nâu, áo chàm. Ông này giật hay lắm em ơi. Đủ giọng đấy, giọng phải giọng. Đấy đủ, cũng thật đấy, đùa với chị. Chứ có bỏ cổ ta trên bàn.
gọi vừa dính bằng bát ấy. Thắng chưa? Nước. Khổ như thắng rồi. Cường ơi, đúng là Cường, ai ăn được không đấy đâu. Hà bây giờ đang đợi chỉ thích Long thua để Hà vào thể hiện trận đơn. Chính xác. Mấy ngày về chưa được đánh trận đơn nào. Đúng rồi, đánh quả đấy đúng rồi. Mặt tàu ấy. Chú ý này, sao chú ý quả sao ít này. Chiều nay cô mới thông báo điểm học kỳ. Đúng rồi, chấp 2. Đúng rồi, chấp 2. Em có đánh giá được cao hơn. Bóng bóng giá đeo. Quay chấp. Bóng cỏ là bằng bóng bằng tiền. Bạch. Đéo hết được mình dục. Đánh này thì sống thế nào được. Và ông nào có quay review đôi review tu đấy thì có slip anh ạ. Ơi rồi. Đó đấy, tôi tập đấy rồi. Tuốt lượng. Bello ơi. Long ơi. Thắng chưa? Đang ấp lòi nha. Tưởng thắng rồi. Khổ. Bây giờ em cuốc hai quả là xong. Cuốc hai quả là xong. Tuốt lươn. Ăn quả đầu, ăn quả hai. Chưa có gì. Kệ nó. Cái này chưa có điểm thi học kỳ đâu. Vừa nhắn tin. Vừa nhắn tin vừa ra bóng thì... Kệ cháu. Kệ cháu làm gì? Kệ cháu. Đang thắng một trời. Quả đấy mà không ăn thì đồng nghĩa với thua. Thắng chưa. Tay kia vậy. Ăn tiếp. Thế cho vui. Em phải hiểu là em đang phục vụ tất cả nhà thi đấu. Thế là đẹp rồi, ván này là quyết tâm là xong. Ông ban đánh cái trì lên, đừng có tham đánh. Đừng tự hỏng nhiều nữa, khi nó hãy vào tay. Đúng giả mà, nó tự tin là ăn tổng. Đi chạy trì lên chứ đừng có kiểu là nó quay nhìn thấy nó hỏng lại. Thì ra phải quyết ván này thôi. Đúng là phục chung là phục chung là đa dạng lên thôi. Tốt rồi. Nó đấy nhưng mà về xét cho cùng không ít tất cả là đấy. Nhưng mà cái con này nó điều chỉnh đấy, không đùa được. Tên anh nào rồi em? Tốt anh ơi.
Xe chuẩn bị thua. Xe thứ năm. Xe thứ năm mà. Mấy? 36. Nhưng mà trận thứ năm gì? Trận thứ năm, xe thứ năm. Bướng à? Chơi nhiều quá. Mình chả vỗ tay. Thật thì đâu đánh như bán đệ. Không xem bản này anh trận dở hơi thì toan như mẹ Hà dẫn hai xong cái tu tu. Trận này anh nhìn mới trắng này. Thầy ơi, Long ơi, tập trung luôn. Siết luôn. Đúng rồi. Cũng phải mệt. Lại rồi. Đang 86 chứ. Sao rồi? Kiên trì, kiên trì đúng rồi đấy. Mấy? 89. Hay lắm! Bị mẹ ông cổ vũ thằng này thì không, nó cũng quyết tâm đấy. Vấn đề này. Cố lên Việt Anh ơi! Quá ngọt. Anh có mày thì trong cái bảng này thì gặp đội nào ngon nhất chỉ có đội mày thôi, còn đội Thảo. Ý giời. Hay lắm Long ơi. Hay lắm Việt Anh ơi. Cố lên. Thì em ơi. Trung Long ơi. Cố lên Việt Anh. Cố lên một điểm nữa thôi. Ăn trận đấy có trận năm ấy. Ăn trận này mới được vào vòng trong. Mới có giải. Ăn trận này là ăn ăn một quả cuối cùng thế này. Cố lên. Tập trung, tập trung, tập trung. Tốt rồi. Đi vào. Đấy, may nào mày may thế, có giải rồi, Đông Hà có giải rồi, may rồi. Biếu, nó biếu không có quả nút. Thôi chia buồn với con chàng thôi. Tối lắm Long ơi. Hai đội là nghỉ cùng một lúc là đẹp, quá đẹp mẹ luôn. Ăn uống sớm này nhở? Ăn uống sớm. Bàn sớm bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Thôi đánh giáo gì bên này thì mai mới đánh em đánh luôn. Ờ thế mình rồi họ ăn mai đánh cho rồi họ luôn nhá. Ờ cứ đánh nhá, xem cái lịch xem dạ. Xem cái lịch sao đây, có một con thì tối đánh luôn rồi. Đánh đi đánh đi đừng có tưởng 2-1 ạ. Đừng có tưởng 3-1 ạ. Anh đánh học ở cái kia rồi. Ờ phải đây ông bàn kịch 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 xuống hai bên thôi thôi. Cũng chuẩn thôi. Đó bên đó bình ra mát. Cố lên nào. Chi tốt nhỉ. Cái bánh quen chưa là bắt nhìn nhanh thì nó bật đánh trước cho nó bất ngờ. Đúng à, chơi vậy. Đánh an toàn thôi. Chơi nhiều điểm. Lên nào. Rồi. Lâm là
nào là nửa tháng rồi đó. Tháng này thế nào? Chứ con béo là phụ nữ dễ. Chúng nó năm nay mới có 20-21. Tôi lâu rồi. Tập dụng của các cháu là được Hà Nội, mình tập luôn đi. Chuẩn rồi. Chúng ta ơi.
Tập trung đi Long ơi. Mình đánh hỏng nó xung lên là mình bí. Mình chỉ an toàn kiên trì thôi. Đánh chuẩn lên. Cố lên nào. Quả đùi mạnh không ăn được tết. Kiên trì lên.
luôn tối nay chứ. Ra đi xin bắt xe luôn chứ. Tốt lắm em ơi. Tốt lắm em ơi, cái gì lên. Đi ăn trước thì đi. Anh về sau dân ai phải về. Thằng dân cứu của mày. Thằng dân cứu của mày. Thằng dân cứu của mày. Ô! 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 Công chẳng hề. Ui giời. Cá nhiều rồi. Cá nhiều rồi. Có gì đâu. Chia ba thì được mỗi thằng 1 triệu. Giờ nó chỉ xảy ra.